Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện về xử lý vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Long An, trong đó có yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo thực hiện ngay các thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét phong tặng danh hiệu liệt sĩ đối với thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, người đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Bên cạnh việc thực hiện các thủ tục để phong tặng danh hiệu liệt sĩ đối với thiếu tá Nguyễn Xuân Hào và thực hiện các chế độ chính sách đối với gia đình của thiếu tá, Thủ tướng cũng chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Long An chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Long An khẩn trương điều tra xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với đối tượng có hành vi công đồ, chống người thi hành công vụ trong vụ tai nạn. Đồng thời chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các trường hợp tương tự. Cùng với đó là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn. Và theo thông tin mà chương trình vừa cập nhật, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá cho chiến sĩ cảnh sát giao thông Nguyễn Xuân Hào. Đồng thời lãnh đạo Bộ Công an cũng trao số tiền 100 triệu đồng trích ra từ quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân cho người thân của trung tá Hào.